Câu chuyện sức mạnh của sự tập trung. Phạm Ngũ Lão Vị Danh Tướng Thời Trần Đã Có Công Rất Lớn Trong Cuộc Chiến Chống Quân Nguyên Xâm Lược Sinh Ra Tại Hải Dương Gia Đình Nghèo Khó Cha Lại Mất Sớm Anh Phải Đan Sọt Để Phụ Giúp Mẹ Tuy Vậy Phạm Ngũ Lão Vẫn Nuôi Chí Lớn Dày Công Học Tập Rèn Luyện Võ Nghệ Nghiên Cứu Binh Thư Hy Vọng Có Dịp Ra Giúp Nước Một Lần Nọ Đoàn Quân Của Trần Hưng Đạo Đang Đi Trên Đường Bỗng Nhiên Thấy Một Chàng Trai Đang Ngồi Chắn Giữa Đường Người Lính Đi Trước Thấy Vậy Bèn Bảo Anh
tránh đường. Nhưng làm đủ mọi cách, anh vẫn ngồi im bất động, tức giận người lính dùng ngọn giáo đâm vào, khiến đùi chảy máu. Nhưng dù vậy, mặt anh không hề biến sắc và vẫn thản nhiên ngồi đan sọt. Trần Hưng Đạo thấy lạ liền tới gần hỏi. Sau vài lời đối đáp, nhận ra chàng trai tráng kiện này chính là Phạm Ngũ Lão, một nhân tài hiếm có và giàu nhiệt huyết với đất nước. Ông cho anh theo về kinh thành đợi ngày thi tuyển, ứng chọn hiền tài giúp nước với tài năng kiệt xuất và sự chỉ dạy của Trần Hưng Đạo, chàng trai đan sọt năm xưa mau chóng trở thành một trong những vị tướng
xuất. Sắc nhất góp công đầu trong cuộc chiến thắng quân Nguyên xâm lược sau đại thắng quân Nguyên Phạm Ngũ Lão được phong tước tướng quân đến đời vua tiếp theo ông được thăng chức chỉ huy đội quân cấm vệ trong triều đình nắm giữ nhiệm vụ vô cùng quan trọng và có nhiều đóng góp cho đất nước. Đọc sớm vững vàng sẵn sàng vào lớp 1 cùng với UNESCO Edu Giáo dục sớm. Liên hệ ngay hotline 0969 977 068 hoặc 02083 852 241 để được tư vấn và học thử miễn phí.